Glick, Glick Babylon, Pơ và Sang là quân của Hải Phòng. Trong khi đó thì bên phía Hà Nội, à, bên phía Thái Bình là hai hit hai summer. Alo. Vâng, đây là trận đấu thứ 3. Chưa các bạn, đấu thứ 4. Chưa các bạn, hai đội là không cái về phía của VCB. Vẫn coi đi đấy, sao mà nó đang bị tai bi không con. Đây là hình máy của trên đời trong báo trên cả máy rồi. Vâng, ngoài cái. Đây là bọn Thóc, đúng bọn Thóc đấy. Hai game thủ trong trận đấu 4. Như vậy là vâng, trận thi đấu này thì là hai hit và hai summer của Thái Bình. Và có vẻ như là bên kia nhớ map chăng? Hitty của Tom và Hitty của game thủ. Ai đây? Gunny, hai Hitty trong cánh và hai summer đầu cánh. Sắp xếp như vậy là mắc rồi. Nhưng mà về thế người cầm thì không phải là mắc, khi mà hai tay chém cầm cung và hai tay cung thì cầm chém. Chúng ta sẽ vẫn đến với màn hình máy của vẫn đến với cả vâng màn hình máy của game thủ Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long tham là 8/12. Anh vẫn đang rất cố gắng để có thể có một bài summer mà chém sớm để cho Hitty của game thủ Tôm cũng như là team Hitty của game thủ Gunny có thể khỏe được. Và bài hit summer của game thủ đây là 114 162 014 0114. Alo. Chúng ta quay lại thôi. Nó đang quay kênh đấy thôi đi ạ. Tuấn bình luận mà. Tuấn đâu mà Tuấn? Tuấn còn đang đánh. Chào thầy Long Tân, cứ mỗi một trận thắng là 1 triệu, còn thua vậy 3-0 rồi. Triệu giải thưởng to. Chúng ta có thể thấy là Tiểu Bạch Long đang cơ cấu đóng những cái e mà rất là có ý đồ. Thực sự là những cái nhà e của anh đóng ra thì đều có ý đồ cả. Đây, BS đây. Nó dùng kênh của anh vào thì... Đấy mà anh, quay lại. Nó lấy con của anh, nó lấy cả cái khúc ghét của anh, nó chưa full. Nếu như anh cũng lớn này, tâm lý rất đè nặng tận đầu cuối cùng. Như vậy là bài summer này có đến 2 mẫu quả phụ dành cho Tiểu Bạch Long. Một bài sẽ là 25 dân và đánh chém đầu cánh. Bên kia tôi thấy là có cả Sang. Rất nguy hiểm. Có Glick, có Sang. Đây là Tôm. Tôm cầm sờ Hitty 26 dân. Bài này phải kích 8 rồi. Kích 8 đời 2. Còn đây là Vô Thường. Vô Thường 25 dân, cầm summer đầu cánh. Vẫn chưa có gì ăn thêm ngoài cái bãi quả phụ kia. Bài này summer không có đôi voi, thế mới ảo. Tiểu Bạch Long cung kích ở 8-30. Chúng ta xem Gunny xem nào. Gunny cũng 26 dân, như vậy là hai nhà Hitty này sẽ là một thế bài mà đánh kiểu ôm nhau. Ôm nhau cùng to lên. Đây, cánh rừng này bo rồi mà. Đây là Tôm. Như vậy là Tôm cũng chui hết vào góc 3 giờ. Hai game thủ của Hitty quyết định là ôm nhau trong góc 3 giờ và cùng to. Còn hai summer thì đầu cánh các anh thích làm gì thì làm. Như vậy là bên kia ba nhà cùng đánh chém sao? Glick, Babylon và Sang cùng đánh chém.
Tôi thấy các anh đánh có 2-3 sân thôi. Tôm. Tôm là không biết cắt. Kệ nó chứ làm sao ảnh hưởng gì thôi. Chúng ta cùng quay trở lại thôi. Đây là màn hình máy Hitty. Tôi cũng đến với nhà đầu cánh đi. Đó là Summer của ấn thủ Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long 25 sân và quyết định đánh chém. Và một chiếc S anh đóng rất đẹp. Tôi tưởng anh đóng lúc trước thì lại hơi tù. Như vậy là màu 7 là game thủ cầm sang. Và điều những con dân của mình để rốt vào quái vàng là quá mắc binh để cho Dũng con. Con ngựa giò của Sang và đây là đôi voi của Dũng con này. Rất khó có thể ăn được con ngựa giò khi mà nó đã công giáp đầy đủ. Và người điều giò thì cũng rất tỉnh táo và anh cũng đang cố gắng để có thể nhìn con giò của mình. Khó lắm. Nâng bánh xe luôn. Vâng, bò tiếp. Ở kia dân ra kìa. Chúng ta quay trở lại màn hình máy của đối thủ Dũng con thôi. Dũng con vẫn đang rất khổ trước một bài anh đối đầu với một nhà sang đánh chém. Và trong cánh sắt kia là cái thủ bóng 5 Khủng Long. Khủng Long là người cầm Grick. Vâng, sang vẫn chạy hai nhà L rất đều. Chạy dân đi anh ơi. Tham lai của Summer vẫn là 29. Việc mà đánh chết được Summer thì là một điều rất khó. Dân của Dũng con vẫn đang đứng ở cái cánh rừng kìa. Rất nhiều dân chơi đấy. Kỳ anh ok. Vâng, nhưng bây giờ thì anh cũng đang chém được dân của một năm. Sao đóng với B? Vâng, đóng Y chứ. Thường đóng với B của đấy thì buồn cười. Ôi thì bãi vàng này. Dũng con vẫn đang rất khổ khi mà anh đối đầu với một nhà chém sớm như thế này. Vô thường thì sao? Vô thường tham cũng 29. Và đây là cung R của game thủ cầm màu 8. Màu 8 là người cầm quân gì đây? Rất đông. Kìa thủng ruộng kìa, bó em vào. Thường ơi. Thôi hỏng rồi. Rất may là anh đã bỏ kịp, nhưng bây giờ là có cả cung ở ngoài. Lạc đà màu 6 đang quá đông. Đây là Babylon của ứng thủ Long Công Tử. Chạy nhanh còn kịp. Chạy nhanh còn kịp. Còn đây là Hitty Timeline 40. Anh vẫn chưa thể nào to ra được khi mức bài chui hốc như này. Tôm Tham 52 cũng như vậy thôi. Anh do là đội kia chốt muộn à?
Chúng ta sẽ quay trở lại màn hình máy của game thủ ai đây? Đến với màn hình máy của Vô Thường đi. Vô Thường đang chém vào sân màu 6 đây. Sau những pha mà bị làm khổ lúc đầu thì anh quyết định là sẽ ôm nhà màu 6 đi cùng mình. Vâng, Babylon của thủ màu 6, Long công tử vẫn đang rất khỏe. Còn đây là Tiểu Bạch Long đang đâm mi. Anh quyết định đâm mi nhà game thủ cầm màu 7 đây là. Tôi nhìn thấy như là có sang mà. À không, đây là Pơ. Đúng rồi, Pơ Persian của màu 7. Như vậy là bên kia có Grick, có Pơ, có Babylon và có một nhà màu 8 cầm cung. Tôi vẫn chưa nhìn được là ai. Đây, đây là Summer. Như vậy là Summer cầm cung thôi, không hề xoắn gì cả. Dũng con dummy nhà Pơ, nhưng mà bây giờ Pơ đã có những con cung vừa đứng thủ, cũng khá để cho khó để cho anh bơm. Sẽ rất khó để cho anh có thể dummy nhà Pơ đây. Hai mươi lăm trên 60. Vâng, tiếp tục là 16 lại chơi. Và ông tham lại vẫn chỉ là cân thôi, chúng ta có thể thấy Mega Sừng vẫn là người tham to. Kìa, màu 6 nó đang còn rất nhiều của những con lạc đà của mình. Chém chết con Cooper đi. Đúng rồi, chém chết nó đi. Hết gỗ đồng hồi đâu, không kịp rồi, kịp kịp, ôi không được rồi. Vô Thường và đó thì anh vẩy e được rồi, nhưng mà anh lại quyết định không vẩy và anh quyết định chạy dân. Kìa, chú ý bị vẩy e bây giờ. 80 là timeline của em thủ cầm Hitty, Tom và Gunny cũng như là Tom đang ôm với nhau mà sống. Bây giờ thì các anh rất khỏe rồi. Gunny 65. Bảy mốt trên 68. Tham lai của Gunny. Chúng ta xem Tom đi. Tom đang là người đẩy quân. Đây, Tom đã đẩy vào nhà mùa 7 rồi. Và bây giờ thì mùa 7 đã bay nhà Persian thì người ta sẽ rất khó thể thổi được tham. Bắt nốt dân đi. Kìa, đây là dân, à đây là dân Tiểu Bạch Long. Đây rồi, dân của ông thủ cầm Pơ. Nhưng mùa 8 bắt đầu đẩy quân ra. Tiểu Bạch Long hãy chú ý. Đây, một tham lai bắt đầu đè lại rồi khi mà hai nhà cung đang nở ra. Thế trận đang dần chuyển về thế dành cho các game thủ Thái Bình, khi mà lúc đầu thì Tom và Gunny vâng phải chịu khổ khi mà phải chui hốc vào. Nhưng bây giờ các anh bắt đầu đang to ra dần rồi. Tham 9x, Gunny là tham 70. Anh vừa mất một tuần dần rất đau. Vâng, Vô Thường thì đang đi đập dần với màu 6. Thôi tôi xin các anh. Vâng, game thủ mà thi đấu nhiều cảm xúc nhất của Thái Bình ngày hôm nay có lẽ là Vô Thường. Vô Thường đã mang đến cho chúng ta quá nhiều là cảm xúc trong ngày hôm nay. Từ những cái pha bơm đồ ảo cũng như là những pha mà không thèm lên đời của anh. Nhưng bây giờ thì vâng, Vô Thường lại có một bài là cầm dân đi đập đối phương. Rất phũ. Thôi, chúng ta hãy xem Tom và Gunny nhiều hơn khi mà các anh đang là người chủ lực và đang đi để quân. Đây là Tom, tham là 100. Tiểu Long nên về phía nhà Tom và hồi lại đi anh. Không nên chạy lăng quăng bản đồ nữa. Tỷ số Hà Nội 1 nào. Bây giờ là một pha ốp quân của game thủ màu 8 vào nhà của game thủ Tom. Nhưng không sao, chỉ cần Gunny về đây cứu thôi là xong. Gunny đâu? Gunny bắt đầu mang sai rồi. Sao ít vậy? À kia, một kích to đùng đang ở giữa bản đồ đâm về. Chúng ta có thể thấy. Kìa, đây có cái gì động này, có biến này, có biến này. Có biến này. Đây rồi. Vâng, bắt đầu về bắt hết quân này của game thủ màu 8 là xong này. Tom đâu? Tôm 60, có ca đây rồi. Đang kích 4. Gunny là 87. Anh bắt hết đạo quân này là xong. Rồi, khủng long đi sai rồi. Sau khi mà Mega Rừng không ốp nổi nhà của Tôm.
Tỷ số là 2-1 cho Thái Bình. Một trận thi đấu mà Gunny cũng như là Tôm đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi cầm chủ lực trong cánh. Trong khi đó chúng ta không thể quên được cái công sức của Tiểu Bạch Long cũng như là Vô Thường khi các anh xả thân mình ra để chém trận thi đấu này. 2-1 cho Thái Bình trong kèo đấu đối đầu với Hải Phòng.